Vân và Mai Anh rất vui được chào đón quý vị và các bạn đã đến với chương trình Nóng 24 giờ đang phát sóng trên đài phát thanh và truyền hình Long An. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin được gửi đến quý vị những nội dung đặc biệt sau đây. Hàng trăm loại bánh dân gian đã sẵn sàng chở phục vụ du khách, ghi nhận trước giờ khai mạc chính thức của lễ hội bánh dân gian Nam Bộ 2019. Ghe chở 115 tấn gạo trị giá gần 800 triệu đồng bị chìm xuống sông Hậu. Kính thưa quý vị, một sự kiện văn hóa thú vị đang diễn ra tại Tây Đô khiến người dân miền Tây vô cùng thích thú. Chỉ còn ít phút nữa thôi thì lễ hội bánh dân gian Nam Bộ lần thứ 8 năm 2019 với chủ đề Hương sắc phương Nam sẽ chính thức khai mạc. Lễ hội năm nay vừa bắt đầu đã thu hút hàng trăm ngàn lượt du khách trong cả nước đến tham gia. Sau đây là ghi nhận của phóng viên chúng tôi tại thành phố Cần Thơ. Lễ hội bánh dân gian Nam Bộ lần thứ 8 năm 2019 sẽ diễn ra tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Hội chợ triển lãm Cần Thơ. Từ ngày 12 đến ngày 16 tháng 4 năm 2019, lễ hội năm nay có hơn 220 gian hàng trưng bày sản phẩm và giới thiệu hơn 100 loại bánh dân gian của các vùng miền. Với chủ đề Hương sắc phương Nam, điểm nhấn tại lễ hội là hội thi làm bánh dân gian Nam Bộ với mong muốn quảng bá, bảo tồn và phát triển các sản phẩm bánh dân gian đặc trưng của Nam Bộ với du khách trong và ngoài nước. Hôm nay là diễn ra lễ hội bánh dân gian Nam Bộ thì cảm nhận của em đầu tiên là rất là đông đúc và vui nhộn. Người dân ở đây thì và người bán hàng đây thì rất là thân thiện với khách hàng. Thì ở nơi đây thì trang trí cũng khá là bắt mắt với những gian hàng rất là tiện nghi để cho quý bạn bè cũng như là khách du khách đến đây để thưởng thức, trải nghiệm. Đặc biệt trong không gian xưa với các dụng cụ đặc trưng, các nghệ nhân trực tiếp thực hiện và giới thiệu cách làm loại bánh dân gian có tính đặc trưng của khu vực miền Đông Nam Bộ, đồng bằng sông Cửu Long và chính quận huyện của thành phố Cần Thơ. Hàng trăm loại bánh dân gian sẽ được trình diễn và phục vụ du khách tại lễ hội. Bên cạnh đó, lễ hội còn có các hoạt động thường niên như nghệ nhân trình diễn nghệ thuật làm bánh dân gian, giao lưu văn hóa ẩm thực và trải nghiệm làm bánh. Ngoài ra, lễ hội còn có các hoạt động không gian chè Nam Bộ, giới thiệu 15 loại chè và thức uống dân gian, không gian bánh dân gian Nam Bộ và tuổi thơ. Thưa quý vị, thì tính đến thời điểm hiện tại, mọi công tác chuẩn bị cho lễ hội bánh dân gian năm nay đã cơ bản hoàn tất. Hứa hẹn đây sẽ là một điểm đến tham quan hấp dẫn đối với du khách gần xa khi đến với thành phố Cần Thơ. Bên cạnh việc thưởng thức những chiếc bánh dân gian thơm ngon, thì khi đến đây quý vị còn có thể là tận mắt xem các nghệ nhân biểu diễn và chế biến các loại bánh dân gian trong một không gian xưa vô cùng độc đáo. Do ảnh hưởng của thời tiết, nhiều diện tích nuôi tôm của người dân ở Cà Mau, nơi được xem là thủ phủ ngành tôm, bị thiệt hại. Cộng với đó là giá thu mua tôm nguyên liệu gần đây liên tục sụt giảm. Ngoài ra, các sản phẩm phục vụ cho nuôi tôm ngày càng tăng giá, khiến cho người nuôi gặp nhiều khó khăn hơn. Cụ thể, tại huyện Nam Căn, giá tôm sú nguyên liệu hiện được các thương lái thu mua với giá 250.000 đồng một ký, loại 20 con một ký, giảm từ 5.000 đến 10.000 so với tháng trước. Riêng tôm sú từ dưới 20 con một ký đến 30 con một ký, mức sụt giảm còn nhiều hơn, khoảng từ 10.000 đến 20.000 đồng một ký. Thưa quý vị, tiếp theo chương trình là thông tin về vụ tai nạn đường thủy nghiêm trọng vừa xảy ra tại An Giang, khiến cho một chiếc ghe gỗ chở 115 tấn gạo bị chìm xuống sông Hậu sau khi va chạm với xà lan chở cát. Và thưa quý vị, điều đáng nói là sau khi xảy ra tai nạn, tài xế xà lan chở cát vẫn điều khiển phương tiện bỏ chạy khiến lực lượng cảnh sát đường thủy công an tỉnh An Giang phải đuổi theo mời về làm việc. Sau đây là những hình ảnh tại hiện trường vụ việc. Vào khoảng 6 giờ 30 phút ngày 11 tháng 4, tại đoạn giao nhau giữa rạch Long Xuyên với sông Hậu thuộc phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, xà lan biển kiểm soát KG03333 do anh Nguyễn Văn Trọng sinh năm 1991, trú tại huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang, điều khiển chở khoảng 240 khối cát. Trong khi xà lan rẽ vào rạch Long Xuyên theo hướng đi huyện Thoại Sơn, thì xảy ra va chạm với ghe gỗ biển kiểm soát AG10897 do anh Đỗ Văn Thẳng sinh năm 1985, trú tại huyện An Phú, tỉnh An Giang điều khiển theo chiều ngược lại. Lúc này trên phương tiện của anh Thẳng còn có vợ con gái. Cú va chạm mạnh khiến phương tiện của anh Thẳng cùng 115 tấn gạo trị giá khoảng 710 triệu đồng chìm xuống sông Hậu. Gia đình của anh Thẳng may mắn thoát nạn an toàn. Được biết cả hai phương tiện trên đều chở hàng quá tải. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra xác minh. Liên quan đến vụ hỏa hoạn lớn xảy ra vào hôm qua tại khu công nghiệp Sóng Thần 2, thị xã Dĩ An, Bình Dương, vào sáng nay, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Bình Dương đã có báo cáo sơ bộ vụ việc. Cụ thể, nhà kho này cho 4 công ty khác nhau thuê để chứa hàng hóa là đồ gỗ nội thất, dầu nhớt và bách hóa tổng hợp đã bị đổ sụp gây thiệt hại nặng nề. Và thông tin nóng mà chúng tôi tiếp tục nhận được vào sáng ngày hôm nay, đó là một kho xưởng khác tại Hà Nội cũng bị bà Hòa ghé thăm.
do địa điểm cháy nằm sau khu dân cư có chiều sâu hàng trăm mét vuông nên công tác cứu hộ cứu nạn gặp rất nhiều khó khăn. Có đến 8 nạn nhân bị mắc kẹt và tử vong, đau lòng nhất là có đến 4 người trong cùng một gia đình. Vụ hỏa hoạn xảy ra vào lúc 2 giờ sáng ngày 12 tháng 4 tại ngõ 1 Đại Linh, phường Trung Văn, quận Nam Từ, Hà Nội, tại 4 nhà xưởng gồm xưởng kho lạnh của công ty cổ phần cơ điện lạnh, xưởng làm hạt chống ẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Phương Lan, kho chứa đồ gỗ mộc thành phẩm và xưởng sản xuất thùng nhựa đựng rác của công ty môi trường 79. Theo ghi nhận, bước đầu cơ quan chức năng xác định có 8 nạn nhân tử vong trong vụ cháy trong khu vực xưởng sản xuất thùng nhựa đựng rác của công ty môi trường 79. Trong số 8 người có mặt tại xưởng lúc xảy ra hỏa hoạn, có gia đình của anh Lương Văn Việt, 33 tuổi, công nhân công ty môi trường 79, anh Việt cùng vợ là chị Trần Thị Lan, 29 tuổi và hai con là Lương Công Minh, 5 tuổi và Lương Anh Tuấn, 1 tuổi đã chết thảm trong vụ hỏa hoạn này. Những người lính cứu hỏa đã nhìn thấy ba mẹ con chị Lan ôm nhau nằm chết cháy ở cạnh cánh cửa. Bước đầu, thành phố Hà Nội hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân 10 triệu đồng để tổ chức tang lễ, giao công an thành phố tổ chức khám nghiệm hiện trường, tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn và xử lý theo quy định của pháp luật. Những ngày qua, các đài báo, các trang mạng xã hội liên tục phản ánh về những hình ảnh hỗn độn, phản cảm của đám đông hiếu kỳ trong tang lễ của cố nghệ sĩ Anh Vũ, khiến nhiều người không khỏi bức xúc và phẫn nộ. Tưởng rằng đám đông hiếu kỳ này sẽ biết xấu hổ với việc làm quá tàn nhẫn của mình khi họ bắt người thân, những người hâm mộ, yêu thương nghệ sĩ Anh Vũ phải chứng kiến cảnh họ livestream, họ chụp ảnh câu like, cười đùa, níu áo nghệ sĩ gây hỗn loạn trong đám tang. Nhưng không, trong lễ an táng diễn viên Anh Vũ, sáng nay những hình ảnh trước mắt lại xuất hiện. Hơn 5 giờ sáng nay, nhiều đồng nghiệp thân thiết Anh Vũ như nghệ sĩ Hồng Vân, Hồng Tơ, Thanh Bạch, Trịnh Kim Chi đã có mặt ở chùa chuẩn bị lễ di quan. MC Thanh Bạch đại diện gia đình đọc điếu văn tưởng nhớ hành trình 20 năm gắn bó sân khấu, phim ảnh của cố diễn viên. Hàng trăm người hiếu kỳ vây kính các nghệ sĩ để livestream, chụp ảnh tại lễ tang cố nghệ sĩ Anh Vũ. Họ treo cả lên mộ, chen lấn, nói cười râm rã, nhiều lần làm gián đoạn buổi lễ. Thưa quý vị, Phúc XO, người đeo vàng nhiều nhất Việt Nam vừa bị tạm giữ hình sự vì hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, là nhân vật đã nổi như cồn trên các trang mạng xã hội trong thời gian vừa qua. Và tuy nhiên là không biết là Hải Vân cũng như là quý vị có biết không, một thông tin rất hài hước mà mấy anh được biết là sau khi bị tạm giữ hình sự, Phúc XO khai trang sức khủng mà Phúc đeo trên người là giả, ngoại trừ nhẫn. Thậm chí chiếc mũ vàng có chữ XO mà Phúc từng đăng lên mạng xã hội có giá 1,8 tỷ đồng, gắn hàng trăm viên kim cương cũng là vàng giả. Thực hư sự việc này như thế nào? Xin mời quý vị cùng theo dõi. Đây là một đoạn clip do chính Phúc XO, tức Trần Ngọc Phúc, 36 tuổi, ngụ thành phố Hồ Chí Minh, tự khoe vàng và thừa nhận tất cả đều là vàng thiệt. Tuy nhiên, tại cơ quan điều tra, Phúc XO khai tất cả trang sức đeo trên người là vàng giả ngoại trừ nhẫn. Những chiếc mô tô phân khối lớn mà vàng từng gây dậy sóng cộng đồng mạng cũng là Phúc nhờ người sử dụng đề can để dán vào xe. Cũng theo lời khai của Phúc XO, mục đích Phúc tạo bề ngoài là người đeo nhiều vàng, đeo nhiều trang sức vàng khủng là để câu like, kiếm tiền. Ngoài Phúc XO, cơ quan công an còn tạm giữ em trai của Phúc là Trần Ngọc Tài, 24 tuổi. Hiện công an đang xác minh lời khai của Trần Ngọc Phúc, chờ kết luận giám định mới biết được số vàng Phúc đeo là thật hay giả. Thưa quý vị, trong thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, nhiều nạn nhân là những người bán vé số có hoàn cảnh vô cùng khó khăn đã liên tục bị các đối tượng xấu lừa đảo. Thực hư sự việc như thế nào? Xin mời quý vị cùng theo chân phóng viên chương trình qua những hình ảnh tiếp theo sau đây. Gia đình chị Lê Thị Bảy, ngụ xã Trung Thành, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long có đến 5 miệng ăn, trong đó đứa con út bị bệnh về tâm thần. Tất cả chi phí sinh hoạt gia đình, thuốc thang chữa bệnh cho con đều trông chờ vào tiền lãi bán vé số của chị và tiền làm thuê của chồng. Hàng ngày chị phải đi bộ hàng chục km với mong muốn bán được nhiều vé số, tích góp tiền để đưa con đi thành phố tái khám. Thế nhưng, chị lại trở thành nạn nhân, bị đối tượng lừa đảo lấy đi 200 tờ vé số. Bà lại bà nói là thì giờ đem lại bữa nay cũng lại cũng con heo qua rồi kiếm gom lại là đủ 400 tờ giấy số, mà trong khi đó là tôi có chỉ 80 tờ thôi, thì không có tiền, người mà tiền mượn tiền vay tùm lum hết ra, người mới kiếm thêm đủ là 200 tờ. Thì bà chị kia đi ngang rồi bà rủ vô bà mua nữa, thì cái chị kia vô nữa là cộng hết là 408 tờ giấy số. Rồi bà lấy số bà bỏ túi tính bơ, bà là đợi chừng khoảng nửa tiếng đồng hồ đi, anh bà con bà đem vô heo quay cúng rồi đưa tiền tôi trả. Là tới đầu đường đi bé ra bà đón đem vô đặng bà cúng bà trả tiền, rồi bà lên xe rồi bà chạy đi luôn, bà chạy theo không kịp bà. Cùng cảnh ngộ như chị Bảy, chị Lê Thanh Phượng ngụ tại địa phương cũng là một nạn nhân trong vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản tương tự. Một phụ nữ lớn tuổi ăn mặc lịch sự đến miếu bà chúa xứ tại địa phương, phao tin có người thân trúng vé số đặc biệt, muốn làm từ thiện và mua vé số với số lượng lớn. Tin lời đối tượng, chị Phượng đã bị lừa 97 tờ vé số cùng một chiếc điện thoại di động.
hoàn cảnh chị Phượng cũng không mấy khá giả. Giờ đây lại càng khó khăn hơn khi chị thiếu tiền đại lý vé số do bị đối tượng lừa đảo lấy hết. Sau thời gian điều tra xác minh đến nay, công an huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long đã bắt được nghi phạm là bà Nguyễn Thị Gái, 73 tuổi, ngụ huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Tại cơ quan công an, bà Gái đã khai nhận ngoài hai nạn nhân trên, trong hai ngày 28 và 29 tháng 3, bà Gái đã lừa đảo thêm 4 người bán vé số tại xã Trung Thành và xã Tân An Luông, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long, với tổng số gần 1.000 tờ vé số. Tôi thiếu nợ trong gia đình, thiếu nợ trong quê tôi, rồi tôi bỏ nhà tôi đi. Tôi nãy sinh tôi làm bậy làm bạ, tôi lấy giấy số của người ta. Thì đó là nhân dân cũng nên đề cao cảnh giác với các cái đối tượng lạ mặt ở nơi khác đến mà có đến để mà rồi có cái hành vi khác thường trong cái việc giao dịch mua bán hoặc là lấy lý do là nó không bình thường để mà lợi dụng đó mà lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân. Vâng, thủ đoạn lừa đảo trên của bà Gái là không mới, nhưng rất mong người dân chúng ta khi gặp những đối tượng có những biểu hiện bất thường, những lời đề nghị ngọt ngào, hấp dẫn về kinh tế, người dân cần thận trọng, đề cao cảnh giác, nhanh chóng trình báo với cơ quan công an gần nhất để phối hợp đấu tranh và xử lý. Ai thật cao, người hay sai cùng crow. Sao tỏi cao? Pipo Plus từ Abbott Hoa Kỳ, nguồn canxi dưỡng chất giúp phát triển chiều cao cải bộ. Cô nằm xuống đó sẽ chập dễ hơn. Abbott Grow Grow, lớn vươn cùng grow, vươn tầm thế giới. Những ngày vừa qua, nhiều vụ chó nuôi cắn người, đặc biệt là trẻ em gây thương tích nặng, thậm chí là đã có nhiều trường hợp tử vong rất thương tâm, đang khiến dư luận, nhất là các bậc phụ huynh, bức xúc và lo lắng. Đúng vậy đó Mai Anh, và một vụ việc tương tự cũng đã xảy ra khi học sinh trường tiểu học số 1 Tịnh Hòa, xã Tịnh Hòa, thành phố Quảng Ngãi chuẩn bị vào lớp thì bất ngờ một con chó nặng khoảng 10kg xông thẳng vào sân trường cắn một loạt trúng 6 em. Và điều đáng nói là trong số 6 em bị chó cắn thì có 3 em phải đưa ra Đà Nẵng để tiêm huyết thanh do sức khỏe yếu. Chi tiết vụ việc này ra sao, xin mời quý vị cùng theo dõi. Cụ thể, vào khoảng 6 giờ 45 phút sáng ngày 9 tháng 4, khi các em học sinh của trường đang chuẩn bị vào lớp, thì bất ngờ xuất hiện một con chó nặng khoảng 10kg xông thẳng vào sân trường, cắn cùng lúc trúng 6 em học sinh, trong đó có 4 học sinh lớp 1, 1 học sinh lớp 3 và 1 học sinh lớp 5. Khi xảy ra sự việc, công an thành phố Quảng Ngãi cũng đã đến hiện trường làm rõ vụ việc. Được biết, con chó hung tận này là chó nuôi của hộ bà Hồ Thị Xuân nhà ở gần trường, hay thả rồng nhưng không đeo rõ mõm. Sau sự việc đáng tiếc này, con chó đã bị bắt nhốt và bà Xuân cam kết chịu tiền để lo tiêm ngừa vaccine cho 6 em bị chó cắn. Hiện tại cả 6 em sức khỏe đã ổn định. Kính thưa quý vị, trong tiềm thức của mỗi người, những cánh diều đầy màu sắc từ thủ công cho đến hiện đại bay rập bầu trời đều mang lại cảm giác bình yên, gợi nhớ về tuổi thơ gắn liền với trò chơi dân gian này. Và đặc biệt là khoảng thời gian này là mùa thả diều đã bắt đầu. Thế nhưng có một thực tế là hiện việc thả diều gần đường dây điện tiềm ẩn rất nhiều rủi ro, ảnh hưởng đến tính mạng và tài sản của nhà nước. Vụ việc vừa xảy ra tại Sóc Trăng ngay sau đây sẽ tiếp tục là lời cảnh báo đến tất cả mọi người. Vào lúc 5 giờ 30 phút sáng nay ngày 12 tháng 4, người dân khu vực ấp Đại Nghĩa Thắng, xã Đại Tâm, huyện Mỹ Xuyên nghe có tiếng nổ lớn phát ra từ trụ điện số 37. Đường dây điện cao thế 110 kW Sóc Trăng Vĩnh Châu mà không rõ nguyên do. Công ty điện lực Sóc Trăng cử đội nghiệp vụ xuống hiện trường, bất ngờ phát hiện trên trụ điện số 37 có dây nhợ thả diều vướng vào, một đoạn bị đứt, một đoạn nối con diều vướng trên đọt cây, phần chai cuốn dây treo trên đường dây điện hạ thế. Nghị định số 134 của Chính phủ có quy định cụ thể về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Tuy nhiên, thời gian qua vẫn còn nhiều trường hợp thả diều gần đường dây điện, bất chấp sự nguy hiểm và đã có không ít trường hợp thương tâm xảy ra. Tiếp theo là một thông tin nóng chương trình vừa cập nhật về vụ việc bé trai 2 tháng tuổi ở Bình Dương đã tử vong sau khi tiêm vaccine. Khám một lúc mấy khẩu 2 phút rồi. Xong thì ra thì khám sau, kêu bác sĩ khu nghẹt mũi. Khoảng 9 giờ ngày 10 tháng 4, anh Lê Hữu Thế, 37 tuổi, ngụ phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương, đưa con trai 2 tháng tuổi đến tiêm chủng vaccine 5-1 tại trạm y tế phường An Phú, thị xã Thuận An. Đến 3 giờ chiều ngày 10 tháng 4, cháu bị sốt, gia đình đã đưa đến phòng khám nhi thành phố thuộc phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương thăm khám.
Sáng 11 tháng 4, cháu vẫn sốt cao. Anh tới đưa cháu trở lại phòng khám nhi thành phố để khám, thì các bác sĩ tại đây yêu cầu đưa cháu đi bệnh viện cấp cứu. Ngay sau đó, anh tới đưa cháu đến bệnh viện Phụ Sản Nhi Bình Dương thuộc thành phố Thủ Dầu Một cấp cứu. Các bác sĩ đưa cháu vào phòng cấp cứu ngay, nhưng cháu đã tử vong vào lúc 9 giờ sáng cùng ngày. Công an tỉnh Bình Dương tiến hành mẫu tử thi, thực hiện công tác khám nghiệm để điều tra nguyên nhân vụ việc. Đây là hai đối tượng người Việt Nam là Phạm Thị Huế sinh năm 1984, trú quán ở tỉnh Bắc Giang và Ninh Thị Hải Yến sinh năm 1988, trú quán tại thành phố Hà Nội, đã cấu kết với giám đốc một bệnh viện ở Trung Quốc thành lập đường dây với số lượng phụ nữ mang thai hộ lớn nhất từ trước đến nay. Đường dây này vừa được Công an thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh triệt phá, thưa quý vị. Bước đầu xác định 20 phụ nữ thuộc nhiều địa phương trong cả nước đã mang thai hộ trong đường dây, trong đó tập trung chủ yếu ở Bình Thuận, Nghệ An, Cà Mau, Đồng Tháp và Thanh Hóa. Hai nữ quái trong đường dây này đã khai gì trước cơ quan công an? Mời quý vị cùng theo dõi ghi nhận của phóng viên chương trình ngay sau đây. Tại số nhà 79 tổ 2B khu 1A phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long có trời biển cà phê từ tháng 11 năm 2018 đến nay, là nơi hoạt động của đường dây mang thai hộ do Phạm Thị Huế thuê. Từ cuối năm 2017, khi sang Trung Quốc bán hàng thuê, Phạm Thị Huế đã quen với giám đốc một bệnh viện ở Trung Quốc và nhận lời về Việt Nam tìm người mang thai hộ. Số tiền Phạm Thị Huế thu được từ việc giới thiệu và chăm sóc 15 người mang thai hộ là 260 triệu đồng. Những người mang thai hộ sau khi giao con thành công sẽ được hưởng từ 300 đến 340 triệu đồng. À, đồng ý đi mang thai hộ ấy, thì là bên bệnh viện bên Trung Quốc là trả cho em là 380 triệu đến 390 triệu một người tùy lứa tuổi. Và em trả cho các bạn ý là 330 triệu một người. À, còn em được hưởng là 5 đến 60 triệu một người. Thì lúc đấy căn bản là kinh tế nhà em nó đang khó khăn, mà trong khi đó em không được ghép. Mà khi nào được ghép thì em mới có tiền. Thì lúc đấy em mới nảy sinh là thôi bây giờ em phải tìm người, để thì lúc đấy em mới có tiền hoa hồng. Hiện còn 9 phụ nữ Việt Nam đang mang thai hộ ở Trung Quốc, Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng theo đúng quy định pháp luật. Mở đầu chuyên mục Camera Nóng ngày hôm nay, Hải Vân và Mai Anh xin giới thiệu đến quý vị một tình huống đột nhập nhà dân ăn trộm hết sức táo tợn vừa xảy ra trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Quý vị sẽ cảm thấy phát hoảng khi đối tượng đã thủ hung khí, sẵn sàng chống trả khi mà gia chủ phát hiện. Trong đêm tối, đối tượng bịt kín mặt đã đột nhập vào ngôi nhà này. Các vách xung quanh cho thấy đây dường như là một ngôi nhà hay chòi được làm bằng lá dừa. Vẫn chưa biết bên trong có gì giá trị mà đối tượng này đã nhắm đến, và trên tay kia thủ sẵn dao vô cùng nguy hiểm. Sau một hồi nhẹ nhàng quan sát, hắn đã tiến thẳng vào trong, ít phút sau bỏ chạy ra ngoài. Vẫn chưa biết hắn đã rinh vật gì trong nhà ra, nhưng thủ đoạn thì lỡ gia chủ phát hiện chẳng biết sẽ ra sao. Tình hình trộm cướp vẫn luôn diễn biến hết sức phức tạp tại nhiều địa phương, gây bất an trong bà con, bởi thủ đoạn ra tay của các đối tượng ngày càng tinh vi và táo tợn hơn rất nhiều. Kể cả nhà bạn có được khóa cẩn thận, bọn chúng vẫn có thể đá nóng mọi tài sản trong nhà. Đúng là như vậy đó Hải Vân à. Như vụ việc vừa xảy ra tại quận 9 thành phố Hồ Chí Minh, thực hiện lần một chưa gom hết được tài sản, trong cùng một đêm, hai tên đạo chích sau đã ghé đến lần hai để rinh tài sản, trong khi gia chủ thì không hề hay biết. Thủ đoạn của bọn chúng ra sao, xin mời quý vị cùng theo dõi đoạn camera ngay sau đây. Hai đối tượng đèo nhau trên xe máy đi đến hẻm 55 Lò Lu, phường Trường Thạnh, quận 9 thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó chúng quay đầu xe lại, ghé vào một kiosk dùng thủ thuật mở tung cửa cuốn, lấy đi một chiếc xe tay ga. Do xe có chống trộm nên chúng đành dẫn bộ đi, xe của đồng bọn cùng đẩy. Những tưởng như vậy là xong, nhưng không, một lúc sau, hai đối tượng này tiếp tục quay trở lại, đá nóng thêm một chiếc xe máy khác cùng nhiều máy công cụ trị giá hàng chục triệu đồng, rồi cùng nhau tẩu thoát. Cách đây không lâu, chuyên mục Camera Nóng có thông tin đến cho quý vị về một vụ cướp kinh hoàng xảy ra tại khu vực quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Lợi dụng thói quen của chị em phụ nữ hay đeo túi xách khi ra đường, một tên cướp đã lao tới giật phăng chiếc túi của người phụ nữ, khiến nạn nhân chấn thương sọ não. Nhiều người hoảng hốt, ngán ngại khi ra đường sau khi theo dõi sự việc. Liên quan về vụ việc này, sau khi Camera Nóng đưa tin thì mới đây lực lượng chức năng quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh cho biết tên cướp thực hiện hành vi ngông cuồng, xem thường tính mạng của người khác đã bị bắt giữ, trả giá cho hành vi của mình. Đoạn camera tại đây đã ghi lại toàn bộ sự việc. Tuyến đường lúc này cũng khá vắng. Một người phụ nữ điều khiển xe đang chạy trên đường thì bất ngờ tên cướp lao tới rất nhanh, giật phăng chiếc túi xách. Người phụ nữ hốt hoảng té nhào ra đường, nằm yên bất động. Hai thanh niên dân phòng chạy chiều ngược lại thấy vậy quay đầu xe, một người dí theo, người còn lại đưa nạn nhân đưa đi cấp cứu trong tình trạng chấn thương sọ não.
Và đây, kẻ gây án đã bị bắt giữ, y tên Nguyễn Văn Nam, sinh năm 1997, tạm trú quận 6, thành phố Hồ Chí Minh. Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can để xử lý về hành vi cướp giật tài sản. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Nóng 24 giờ đã hết. Còn bây giờ xin hẹn gặp lại quý vị vào lúc 18 giờ hàng ngày trên đài phát thanh và truyền hình Long An để có được những thông tin nóng nhất mới nhất. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.